Thế mẹ làm nhiều về thì mẹ có thấy cực không? Cực thì không thấy cực mà thấy cũng có thấy mệt, nhưng mà mệt nhưng mà nó cũng vui. Với lại thì mẹ làm công việc ở nhà như thế này thì mẹ có thời gian chăm sóc các con. Mẹ cảm thấy có các con là niềm hạnh phúc của mẹ. Mẹ chỉ cảm thấy có lỗi là bây giờ mẹ làm công việc ở nhà như thế này, bán hàng qua mạng như thế này thì càng thứ bảy chủ nhật và ngày lễ thì mẹ càng phải làm nhiều hơn thì mẹ không thể đưa các con đi chơi được. Bù lại thì mẹ sẽ những cái lúc mà dịp mà rảnh rỗi mẹ sẽ đưa các con đi chơi. Lúc ba đi, mẹ có buồn không? Ba đi công tác nhiều, mẹ có buồn không? Có chứ, ba đi thì dĩ nhiên mẹ buồn nhé. Vậy mẹ có nghĩ là con lớn rồi là có thể thay thế ba? Thay thế ba làm việc nhà? Mẹ mong là con sẽ được giống như ba, con thay thế ba được.